Theo chia sẻ của Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ngay trong chiều nay, ngày 27 tháng 5, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ nhận được 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Thứ trưởng cho biết, toàn bộ lô vaccine lần 4 gồm 288.000 liều về Việt Nam vào tối ngày 25 tháng 5 đã được chuyển khẩn cấp cho Bắc Giang và Bắc Ninh, cộng thêm số vaccine đã được phân bổ đợt 3, mỗi tỉnh sẽ tổng cộng hơn 150.000 liều. Ngay trong chiều nay, tôi sẽ về Bắc Ninh để triển khai tiêm vaccine cho công nhân các khu công nghiệp, phấn đấu trong 3 đến 5 ngày có thể tiêm xong ở cả hai tỉnh, Thứ trưởng thông tin. Ông Tuyên cho biết, tinh thần của Thủ tướng là, từ giờ, bất cứ có đợt vaccine nào về, ngoài ưu tiên tiêm cho tuyến đầu chống dịch sẽ phải ưu tiên tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp nguy cơ cao, trước tiên ưu tiên cho Bắc Ninh, Bắc Giang, sau đó đến các tỉnh khác. Thứ trưởng nói thêm, tới đây Việt Nam có thể tiếp cận thêm nhiều nguồn vaccine, song hạn sử dụng có hạn, do đó nếu không tiêm tổng lực, sẽ không đảm bảo được yêu cầu. Vì vậy, tất cả các tỉnh, kể cả địa phương chưa có dịch COVID-19 cũng phải thành lập ngay các tổ tập huấn tiêm vaccine, lấy cán bộ từ trung tâm y tế các quận huyện, nếu không sẽ không đủ số lượng nhân lực. Song song đó, phải tập huấn thành lập các tổ xử lý cấp cứu, đề phòng các trường hợp không may xảy ra sự cố sốc phản vệ. Hiện Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết, đảm bảo an toàn tại các điểm tiêm chủng. Các tỉnh phải chủ động để khi vaccine về triển khai tiêm diện rộng được ngay, tránh tình trạng lúc đó mới rục rịch tập huấn, Thứ trưởng nhấn mạnh.